Rồi thì đây là một cái đơn hàng bị gửi về ha các bạn. Hàng hoàn lại á. Cái lý do là vì shipper gọi mà khách không nghe máy ha. Nhưng rồi sau đó khách cũng không gọi lại cho shipper, và sang ngày hôm sau thì kiểu như cái ông shipper ổng ghét á, nên là ổng hủy đơn luôn các bạn. Ổng không thèm giao mà ổng tự ý hủy đơn luôn ha. Rồi, giờ mình sẽ cắt cái bộ ra cho các bạn coi luôn. Thực sự là cái bộ này mình gói giấy rất là dày ha. Nhưng mà khi mà về từ Lâm Đồng á, nó hoàn về tới đây thì nó bị ẩm các bạn. Bị ẩm ha. Thì cái đơn này mình có quay gói hàng trên kênh rồi, các bạn xem cũng có thể biết rồi. Cái đơn của Nguyễn Đình Nam Anh ha các bạn. Rồi. Đây là cái loại thùng mà người ta dùng để đóng mấy cái bộ lớn luôn ha các bạn. Đây nè. Sau khi hàng về ha. Bạn coi nó móp không còn gì luôn. Đây 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 đây. Nó móp rất là ghê ha. Móp sọp luôn á. Mà may là nó không có bị ẩm thấm vào trong này ha. Cắt ra cho các bạn coi luôn. Túi gạch thì nói chung cũng ok lắm. Đây, còn rất là ok. Còn cả túi zip với lại sách hướng dẫn vẫn còn y nguyên ha. Coi như là cái này mình bỏ hộp đi ha. Bán theo kiểu không hộp luôn. Rồi, nói chung là có hộp thôi cũng đâu có gì đâu. Giờ mình sẽ bắt đầu gói một số cái đơn hàng. Đây là cái đơn của bạn Đinh Nhật Khoa. Bạn đã mua set Larry 60086 nè. Đây là cái đơn của bạn Thái Văn Vi ha, và đã mua set Larry 60082 nè. Đây là cái đơn của bạn Trần Thị Cẩm Linh ha. Bạn đã mua set Larry 11162 nè. Đây là cái đơn của bạn Nguyễn Trần Đan Di ha. Bạn đã mua set Larry 60086 nè, nhưng mà không có lấy hộp ha.
Đây là cái đơn của bạn Nguyễn Thị Thu ha, bạn đã mua set Bella 10317 này. Đây là cái đơn của bạn Nguyễn Ngọc Tú Quân ha. Bạn đã mua set Larry 11161 với lại cái túi Bella 9766 ha.